Thank you.
đấy. Anh về đây làm gì? À, anh đi chơi mà, có gì đâu. Hôm nay đi làm gì? Anh đi rừng mà.
Em đi. Anh bỏ ra. Đi ra, bỏ ra. Đi lên đây đi. Bỏ ra. Im. Anh bỏ ra. Im. Bỏ ra không? Ngoan nào. Anh bỏ ra. Ngoan bỏ im. Ra. Bỏ ra. Mẹ con này. Bỏ ra. Ngoan nào im. Anh bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Mất dép rồi. Tí nữa mất đôi dép. Vai. Ha. Ngoan thế mà. Cứ phải để anh. Hư thế nhỉ? Gãi gì mà hư thế? Cút. Ngày A, phân ngày gặp. Đi đông sạt. Sâu bằng đưa vào nhà mình xếp. Nghe đi. Bác cần người xếp, ta bảo cậu ăn bác luôn. Hãy subscribe cho kênh Thanh.
Em ơi. Cái gì đây? Anh lên đây làm gì? Con bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Thích bỏ ấy. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra để tôi cho con ngủ. Có bỏ ra không? Đưa con ngủ đi. Cho anh xin lỗi. Anh bỏ ra. Làm người yêu của anh đi còn gì. Bỏ ra. Anh xin nói chuyện đi ra ngoài. Còn anh ngủ à? Đi ra ngoài. Đi về nhé. Đi về làm gì? Đi về. Có đi về không? Có gì cho anh xin lỗi nhé. Anh đi về đi, nhanh lên. Ở đây tí con em nó dậy. Đi về đi. Anh xin lỗi. Nhanh. Đi. Bỏ ra. Không bỏ ra. Bỏ ra. Cho anh xin lỗi nữa. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh vẫn đi thôi. Có bỏ ra không hả? Có đi đây không? Đi về nhanh. Nhanh lên. Tôi đánh không? Con đi về không? Đi về nhanh. Đi. Anh có đi hay không bạn? Thì ác thế. Cho anh xin lỗi đi. Đi nhanh. Đi về nhanh đi. Lên đây làm gì có biết hả? Có đi hay không? Cho anh xin lỗi nhá. Suốt ngày lên đây làm gì? Nhà không ở. Nhà mày giáo đâu mà.
thật đấy. Vân này. Gì? Đi về không ấy? Cho anh ở đây đi. Đây em gì? Đi về nhanh. Ông này à, đi đâu gặp suốt ngày thì đuổi lên em gì không biết. Nhà không ở. Cho anh ở đây nhờ một đêm. Anh đi về đi. Có phải nhà anh đâu mà anh đi ở. Anh có nhà đâu, anh muốn về đây ở mà. Anh đi về đi. Thì anh về nha, mai anh lại đến đấy. Mai này đi hết. Anh dậy rồi á? Nó về đây. Chào. Yeah.